Xin chào các bác và xin chào tất cả các ông và cũng như các chú đang quan tâm đến xe lăn điện đúng không ạ? Hôm nay thì Mạnh Phát sẽ mang ra cho mọi người một mẫu xe lăn điện thể thao, một trong những sản phẩm cao cấp mà có tính đa năng rất là cao. Đó là sao? Mẫu xe này là một trong những dòng xe mà nhìn có kiểu dáng đẹp nhất tại Mạnh Phát, vừa có chức năng chạy điện và có thể lăn tay được nha mọi người nhé. Với nhìn kiểu dáng mọi người sẽ nhìn thấy ngay cái bánh của nó, chúng ta sẽ liên tưởng ngay đến những chiếc xe đạp thể thao, bởi vì nhìn cái bánh của nó rất là cá tính và rất là to bản, nó rất là đẹp. Cái vành này là bằng hợp kim nanogate navigate này, được làm hoàn toàn bằng siêu nhẹ. Sản phẩm này nó cái vành này sẽ nhẹ cả nhôm nhưng rất là cứng nhá mọi người nhá. Đấy, rất là cứng và rất là đẹp nha mọi người nhìn này. Đấy, cái vành rất là đẹp. Còn bên ngoài nó sẽ là một cái viền cao cấp nhá. Đối với dòng xe cao cấp thì cái viền lăn tay nó sẽ bằng nhôm, còn những cái mẫu rẻ tiền đấy mọi người thì cái viền lăn tay nó sẽ bằng nhựa nhá mọi người nhá. Đấy, dòng cao cấp thì viền bằng nhôm. Đấy. Đấy, mọi người nghe tiếng động bằng thép rất là rõ đúng không ạ? Về cấu tạo của xe thì con xe này là được sơn một cái lớp khung màu đen. Cái khung màu đen này nhìn rất là khỏe nha mọi người nhé. Nhìn rất là khỏe và cá tính, nó lại mang lại cái dáng thể thao và huyền bí hơn cho mẫu xe lăn này nha mọi người nhé. Các bạn quan sát nhé, cái bánh đằng trước của chiếc xe này sẽ là bánh đặc nhé. Vành cũng là vành nhôm luôn, bánh đặc. Bánh đặc nha mọi người nhé. Đấy. Còn bánh đằng sau của xe như mình đã nói là bánh có xăm. Đấy, bánh có xăm, bánh này là bánh tiêu chuẩn của một chiếc xe đạp bình thường. Cái vành này cũng vậy nha mọi người nhé, rất là dễ dàng cho quá trình thay thế. Đây, mình sẽ đọc thông số mọi người xem. Bánh này là bánh 24 nhá. Như xe đạp thể thao thì thông thường là sẽ bánh 24 và bánh 26 khá là phổ biến đúng không ạ? Thì bánh này là bánh 24 nhá mọi người nhá. Ok, về đằng trước của chiếc xe thì sẽ có ngay một cái khung cũng là màu đen luôn và phần để chân. Mọi người cái xe này khá là cao và nhìn rất là khỏe nha mọi người nhá. Đây mình sẽ ngồi thử cho các bác và các chú xem này. Đây. Đấy. Con này là một trong số mẫu xe lăn là có cái phân khúc này là rộng nhất, tức là cái chỗ ngồi này rộng nhất nha mọi người nhá. Đây mình sẽ lắp bình ắc quy và hướng dẫn cho mọi người. Con này bánh nó cao và chính vì vậy con này sẽ lên dốc được cao hơn nha mọi người nhìn này. Tất cả con xe khác thì khi chúng ta nhấc lên dốc này thì nó sẽ không được cao như này đâu, bởi vì do bánh đằng sau con này nó cao. Chính vì vậy khi chúng ta lên dốc và bánh to này sẽ lên dốc khỏe nhá, rất là khỏe cho mọi người nhá, vì cái vòng quay nó lớn. Và khi đặc biệt là gì? Mọi người hình dung là khi chúng ta lăn điện thì chúng ta có thể là hỗ trợ một tay này, chúng ta lăn thêm bằng tay. Đấy thì nó sẽ lên dốc được khỏe hơn nha mọi người nhá. Đây. Ngồi này rất là rộng, như Mạnh Phát là cao 1m73, nặng 68 cân và ngồi xe này cảm giác là khá là nhỏ đúng không ạ? Con xe này dành cho những người ngoại cơ mà trên 100 cân chúng ta cũng có thể ngồi được. Đấy. Xe đi cảm giác rất là êm và mượt nha mọi người nhá. Đây. Đấy. Vì nó là dòng xe thể thao ấy nên là tốc độ của con này nó sẽ lớn hơn những con xe khác nha mọi người nhá. Bánh nó to nên nó quay sẽ nhanh hơn. Đấy, so với mẫu xe lăn động cơ thế hệ mới là mẫu xe lăn 10.500 thì con này nó sẽ chạy nhanh hơn đấy mọi người, chạy nhanh hơn. Đấy. Về động cơ của con này thì sẽ trang bị là hai động cơ. Mỗi bánh là sẽ là 250W nha mọi người nhá. Đây xin mời chúng ta sẽ quay đằng sau để mọi người xem này. Đây. Hai động cơ ở hai bên bánh này mọi người sẽ quan sát này. Nếu mỗi động cơ là 250W thì mang lại tổng động cơ là 500W nhá. Đây sẽ có hai bánh chống đổ rất là cao để mọi người nhìn thấy. Đây, như Mạnh Phát vừa nhắc cho mọi người xem. Đấy. Đây dốc rất là khỏe. Ắc quy của xe đang được trang bị là ắc quy là 24V 12A nha mọi người nhá, cho quãng đường chạy lên đến 15 cây một lần sạc. Rất nhiều người mua xe lăn của Mạnh Phát bất ngờ vì cái km đi được trên chiếc xe này. Mọi người bảo là như ông là ông đi một ngày trung bình khoảng 2 cây mà ông đi 7 ngày rồi chưa hết điện. 7 ngày rồi chưa hết điện thì thậm chí có thể nó đi được đến hơn cả 15 cây mọi người ạ. Đây là rất là bất ngờ. Bởi vì là Mạnh Phát luôn luôn trang bị những cái chi tiết bao giờ nó cũng tối ưu nhất nhá, từ động cơ đến ắc quy hay bộ điều khiển đều là hàng tối ưu nhất để làm sao mà chúng ta sẽ sử dụng bền nhất nha mọi người nhá. Đây đằng sau chiếc xe. Ok, đây là ắc quy này có thể tháo rời nha mọi người nhá. Đây Mạnh Phát hướng dẫn này. Đấy, tháo rời ra được. Bởi vì là trên ắc quy này cũng có rắc sạc này mọi người nhìn thấy. Chúng ta sẽ cắm sạc ngay tại ắc quy cũng được, đối với những nhà nào mà phải nhấc lên trên tầng chẳng hạn đó. Và có thêm một rắc sạc ở trên bộ điều khiển nữa. Đây. Mọi người sẽ quan sát. Đây có thêm một rắc sạc cho bộ điều khiển này. Đấy. Và bây giờ Mạnh Phát sẽ hướng dẫn mọi người cái cách để sử dụng bộ điều khiển của chiếc xe này nhá. Đây, trước khi quan sát chúng ta sẽ nhìn tĩnh trước nhá, dạng tĩnh của chiếc xe sẽ có đầu tiên là nút nguồn này. Thứ hai nút còi này. Thứ ba nó sẽ có hai nút là tăng giảm tốc độ này. Mạnh Phát sẽ bật lên cho mọi người nhìn này. Đấy. Trên bản điều khiển của xe thì khi bạn bật nút nguồn này sẽ có một dải đèn bên trên bao gồm 3 đèn màu xanh, một đèn màu vàng, một đèn màu đỏ. Đây là trạng thái đầy pin. Khi mà hết điện nó sẽ mất dần từng đèn màu xanh mọi người nhá, mất dần đi mọi người nhá. Khi nào còn màu hai đèn màu đỏ cam này thì chúng ta sẽ cắm sạc nhá. Nút thứ hai là còi này. Đấy. Và đây là tốc độ của xe nhá. Đây, chậm dần mọi người quan sát chưa? Nhanh dần này. Đấy, chậm dần. Và cái này là cái cần để điều khiển của chiếc xe. Cái cần này thì điều khiển Mạnh Phát xin phép được tắt máy đi để hướng dẫn mọi người chi tiết hơn nhá. Đây mọi người quan sát này.
chúng ta gạt thẳng thì xe sẽ đi thẳng này, đấy, gạt lùi sẽ đi lùi này, gạt sang trái thì sang trái này, gạt sang phải thì xe sang phải nhá. Cái cần này rất là nhẹ và chúng ta thể gạt bằng bất kỳ một bộ phận nào trên cánh tay của chúng ta này, mọi người nhìn thấy rất là dễ. Đặc biệt là gì ạ, đối với mẫu xe lăn điện của Mạnh Phát thì nếu mà đối với những người bị tai biến bên phải, Mạnh Phát có thể chuyển cái cần gạt này sang bên trái để cho mọi người thao tác bằng tay trái được nhé, rất là đơn giản. Đây, xin mời chúng ta sẽ quay sang, Mạnh Phát sẽ thao tác mẫu cho mọi người xem này. Chúng ta gạt thẳng này, đây, đây đúng chưa? Quay này, đây. Rất là dễ dàng khi cho sử dụng luôn, rất là êm và rất là mượt nhé. Đi thẳng này, lùi này, đây. Rất là dễ dàng khi sử dụng. Mẫu xe lăn này là rất là phù hợp với những bạn nào mà có cá tính một chút hay các ông mà muốn là đi một cái với tốc độ là nó khỏe hơn và nhìn nó mạnh mẽ và rất là đẹp. Về kiểu dáng, con này là một trong những mẫu xe lăn đẹp nhất Mạnh Phát đang phân phối nhá. Đấy. Và đặc biệt là cái cấu tạo của cái mút này này cũng là một trong những cái chi tiết mà Mạnh Phát rất là thích. Vì nhất là gì? Chúng ta có thể tháo ra, giặt cũng rất là dễ dàng. Và đặc biệt chi tiết trên chiếc mút này là được thiết kế theo dạng tổ ong nha mọi người nhá. Dạng tổ ong. Rất là thoáng khí và mang lại cảm giác là ngồi rất là thoải mái và không hề bị ngứa ngáy nha mọi người nhá. Bị bách và giặt rất là nhanh khô. Bình thường chúng ta giặt cái này chỉ khoảng 2 tiếng là chúng ta sẽ khô ron ngay. Đấy, tháo ra rất là dễ dàng. Đấy. Tất cả những cái sản phẩm và xe lăn điện của Mạnh Phát đều được Mạnh Phát bảo hành đến 1 năm nhé, bao gồm cả ắc quy. Tất cả các đơn vị khác họ chỉ dám bảo hành từ 3 đến 6 tháng thôi, nhưng riêng Mạnh Phát bảo hành từ ắc quy, bộ điều khiển đến động cơ xe chúng ta đều được bảo hành 1 năm nhé mọi người nhé, hoàn toàn yên tâm. Và giá chiếc xe này đang được Mạnh Phát phân phối với giá là 15 triệu nhé các bạn nhé, 15 triệu đấy. Và bây giờ Mạnh Phát sẽ hướng dẫn mọi người cách để tháo lắp và gập con xe này rất là dễ dàng nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tháo cái mút của chiếc xe ra này, tháo mút này, mọi người sẽ quan sát nhé. Đấy, nó sẽ có chi tiết giá này, Mạnh Phát xin phép để sang bên này nhá. Ok, anh ta sẽ quay gần để mọi người xem Mạnh Phát tháo cái bên này này. Mọi người nhìn này, chúng ta sẽ có một cái lẫy ở đây. Gạt này ra, đấy, rất là dễ. Nhấc ra, gập cái này lên, để sang một bên. Bên này cũng vậy nhá. Đấy, rất là dễ dàng. Ok chưa? Tiếp theo chúng ta sẽ tháo cái tay điều khiển. Mọi người quan sát này. Đấy, rất là dễ. Đấy, để vào trong lòng. Chị ạ, tiếp theo chúng ta sẽ tháo ắc quy này. Đây, xin mời chúng ta sẽ quay hình sau. Mạnh Phát sẽ làm chậm nhất có thể để mọi người sẽ dễ dàng trong quá trình thao tác. Đấy, nhắc ra là có hai rãnh này, mọi người nhìn thấy hai rãnh này và có cái giá đỡ bên dưới này. Ok, và tiếp theo nha, mọi người quan sát này. Đây, anh chúng ta sẽ quay đằng trước. Đây, chúng ta sẽ cầm hai tay vào đây. Mọi người hình dung không ạ? Rất là nhẹ thôi. Nguyên lý gặp này là hình chữ X nha mọi người nhé. Đây, nhấc lên này. Đấy, mọi người thấy không? Rất là dễ. Đấy, rất là dễ này. Đây, cái này chúng ta phải gập xuống được này. Đấy. Trọng lượng của chiếc xe này cả ắc quy là rơi vào 50 cân nhé. Bỏ ắc quy đi sẽ là khoảng 40 cân. Đấy, chúng ta thể vận chuyển lên thùng ô tô hay là cốp sau ô tô rất là dễ nhé. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tháo lắp ra để giới thiệu thêm về chiếc xe nhé. Đây. Đây, mọi người sẽ quan sát. Đây, lắp vào này. Đấy, đậy vào đây. Đẩy theo mức độ mà chúng ta thấy phù hợp nhất. Đấy, ok, rất là dễ đúng không ạ? Đây, chúng ta sẽ lắp phần để chân vào. Mọi người quan sát nhé, sẽ có hai cái lẫy này. Đấy, chúng ta sẽ đặt vào làm sao mà nó chui được vào hai cái lẫy màu trắng này. Đấy, đẩy vào. Bên này cũng vậy. Đấy, được chưa? Lắp mút này. Cái mút nhỏ thì nó sẽ ở bên trên nhá mọi người nhá. Cái xe này ngoài mút ra nó sẽ có một hệ thống đai đấy nhá mọi người nhá. Đây, cái đai nó đây để khi là người ngồi trên xe chúng ta sẽ thắt đai an toàn vào, đối với những người mà sợ bị ngã đằng trước ấy, chúng ta sẽ thắt đai vào nó sẽ an toàn hơn nhá. Đấy. Mút đây. Con này là sẽ có tính năng phanh điện nha mọi người nhé. Đây, Mạnh Phát sẽ hướng dẫn cho mọi người cách phanh điện này. Tức là đối với cái mẫu xe lăn này thì chúng ta sẽ khi chúng ta ngừng ga thì xe sẽ tự động phanh nha mọi người nhé. Đây, Mạnh Phát sẽ hướng dẫn cho mọi người này. Đây, giả sử như này nhé. Đây, mọi người quan sát này. Lùi nhé. Đây. Đấy, tự phanh này, không thể di chuyển được nha mọi người nhé. Đấy, kìa, giữa dốc nó cũng sẽ phanh đứng lại giữa dốc luôn nha mọi người nhé. Đấy. Tốc độ tối đa của con xe này thì nó sẽ rơi vào tầm là 8 đến 10 cây một giờ nha mọi người nhé. Ngoài cái chế độ phanh điện thì xe sẽ có thêm phanh tay nhé. Đây, anh sẽ quay cho mọi người xem này, cả hai bên đều có này. Đây, chúng ta sẽ gạt này vào là phanh tay. Đây, bên này cũng vậy, đây, anh sẽ quay cho mọi người xem. Này, đây. Đấy, gạt này vào là phanh tay. Đấy. Và đặc biệt cái này chúng ta sẽ nhấc ra được này. Đấy, nhấc ra được, rất là dễ. Gạt cái này lại và chuyển trạng thái từ giường sang xe lăn rất là tiện nha mọi người nhá. Đây, rất là tiện. Đấy. Rất là dễ dàng. Trong quá trình thao tác, chúng ta sẽ chuyển trạng thái rất là tiện. Mẫu xe lăn này thì đang được Mạnh Phát phân phối trên toàn quốc với giá là 15 triệu nha mọi người nhá.
Các bác, các chú hay là các bạn có nhu cầu mua cho người thân thì sẽ liên hệ Mạnh Phát qua số điện thoại là 085 993 461 ở cuối nhá. Nhắc lại này, 085 993 461 ở cuối nhá. Tất cả sản phẩm về xe lăn điện thì Mạnh Phát đều có sẵn. Luôn luôn muốn mang đến cho mọi người những cái mẫu xe lăn tốt nhất và phù hợp nhất nhá. Mạnh Phát sẽ là người trực tiếp cầm hotline và tư vấn cho các bác, các chú hay là tất cả mọi người. Ai có nhu cầu muốn mua về xe lăn điện thì có thể alo cho mình. Đấy, mình sẽ tư vấn rất là nhiệt tình và làm sao để mọi người chọn được chiếc xe lăn nó phù hợp nhất nhá. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng Mạnh Phát với những video về chia sẻ về xe lăn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.